Vâng, xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với Tràng Ký Của Người Xưa. Ngày nay bên duy nhất với cơn mạ vàng thập niên 70-79 nhé. Vâng, kính của chúng ta ngày mai đây ạ. Vâng. Con này size 52, chiều ngang 3,8 nhé. Vâng, thập niên 70-79 của Mỹ xưa chuẩn áo nhất nhé. Vâng, sản xuất tại chính nước Mỹ đấy. Con này size nó mất 52, cầu là cầu 20 nhé. Và chiều ngang là 13,8. Cái dòng này em có đủ size số, size to, size 57 nhé. Tức là bác nào mà to cao hoặc là béo mập mạp có đủ size luôn thì cũng không phải lo lắng vấn đề về size số, em có đủ size. Đấy, phải thông báo rõ luôn đấy. Đây là cái size 52 thì nó có size phổ thông chung toàn bộ thế giới nha. Hầu hết ai đeo cũng được, vừa hết. Ngay cả người châu Âu, người Mỹ người ta 70-80 cân, 90 cân người ta đeo vẫn vừa, mà cao 1m8, 1m9 thì người ta đeo vẫn vừa, nó ok. Thì tuy nhiên một số bác thì thích đeo to thì nó cũng có size to. Thì cũng không phải lo lắng cái chuyện đó đâu. Vâng, em có đủ size to, có nghĩa là từ đời mạ vàng đến đời bọc vàng có đủ hết size to. Ngay cả con đời đầu chữ nhỏ mà size 57 em cũng sưu tầm được cái đấy mà. Rất là tốt đấy. Và rất là hiếm ấy. Hiếm gặp đấy. Và hôm nào em sẽ lên cái cây đấy xong thì em sẽ phân tích xong. Và còn ngày nay chỉ lên cái cơn mạ vàng thập niên 70-79 ấy. Và bác nào ở Hà Nội, Hà Nội có địa chỉ nhé, em xem kính của đồ sơ đồ lính Mỹ nhé. Ở gầm cầu dưới giữa thì nó có cái chiếc AO này, nó thông tin thông số về kính nhé. Đó. Tiếp theo bạn đi sang hai càng hai bên, khắc đảo chiều 5/2 ao American Obfisco. Càng trái càng phải giống nhau nhé, nó đều đảo chiều nhau. Và chuyên vang nguyên zin nhé, xuất sắc nhé. Và mạ vàng sánh gương, xuất sắc nhé. Và đấy, mạ vàng sáng gương, size 52, chiều ngang 3,8 của Mỹ xưa chuẩn áo nhất nhé. Đấy, xuất sắc nhé. Và nguyên zin nhé. Và đây là mã số 1 American West xa xưa thập niên 70-79 nhé. Vâng, giá là đưa ra rất tốt ạ. Vâng, trước đây toàn 56, 57 thì bây giờ giao lưu với cái giá 5 triệu rưỡi nhé, 55k nhé, giá 5 triệu rưỡi nhé, 500k nhé. Mạ vàng sáng gương xuất sắc luôn ạ. Vâng, tất cả sản phẩm bán ra là check test toàn cầu, ba check ba test toàn cầu trên toàn thổ, bác yên tâm về giá cả sản phẩm nhé. Về quy trình mua bán thì bác nào chuyển khoản thì em bao ship, bác nào chọn hình thức ship code thì vui lòng đặt cọc 100 đến 200k tùy giá trị kính. Đấy, về thời gian bán hàng em bán từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối mà tất cả ngày trong tuần, không nghỉ nào kể ngày lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại trước. Tránh tình trạng đến là xuất quá để em đi thẩm định giấy tờ cổ xưa. Bác điện thoại trước là em sẽ liên tiếp đoán từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn tất cả về kính cổ cũng như đồ cổ, đồ cốm sứ, đồ đồng, sa đồng, sa máy cổ. Tức là khi bác mua kính cổ, đồ cổ bất kỳ đâu đấy, người ta phải am hiểu những món đồ cổ khác để người ta tư vấn cố vấn được. Chứ nhiều đối tượng nó cầm một kính này chụp ảnh nó quay này, không có địa chỉ bán hàng, không rõ ràng về hình ảnh của một con người, giọng nói không chuẩn bằng con tiếng, chỉ ghi là số Zalo hình ảnh động hoặc là HTML2 chấm số Zalo Vintage Watt rồi phát quát phạm và mất linh tinh lắm, nhưng mà không có thấy địa chỉ lâu năm, rồi nó chặn tính năng bình luận. Đấy là đối tượng bán lừa đảo nó như thế. Còn tất cả kính của đồ cổ, kể cả trong nước ngoài nước hay đồ đắt tiền như hàng hiệu, bao giờ cái địa chỉ số điện thoại là phải công khai minh bạch đó, địa chỉ bán hàng lâu năm, số điện thoại lâu năm như bên này đấy, nó phải tầm tối thiểu phải 15 hai năm đổ ra, chẳng hạn bên này là hai mấy năm rồi, cả địa chỉ là số điện thoại 25 năm rồi, đó là phải như thế. Chứ còn nếu mà hẹn nửa đường thì anh ở đâu mang qua xem bưng, rồi nhiều đối tượng nó còn bảo là kho mới mình mua bán thì ship, đấy là bán lừa đảo. Mua bán kính đồ cổ đó tiền nên mục sở thị nhà, có làm sao bạn bạn được đấy. Cho nên không phải nó hẹn ở cổng siêu thị, cổng trung thương mại gì linh tinh, địa chỉ bên nhà nơi thì đầy rủi ro cho khách hàng đấy. Đấy là cái kinh nghiệm mua kính đồ cổ cũng như đồ hàng hiệu, đồ đắt tiền đó. Bởi vì có những bác mua cái bật lửa, em nhớ các bác mua bật lửa cũng bị dính bẫy, nó hẹn là địa chỉ với nhà nơi, nó có đăng địa chỉ số điện thoại nhưng mà nó hẹn một nơi, nó không hẹn ở chỗ đấy nữa. Đấy, đấy là cái rủi ro rất lớn mà nhiều người mắc bẫy. Hoặc nó đăng địa chỉ số điện thoại sau đó nó xóa địa chỉ để mua số điện thoại không thôi. Đấy, xong nó hẹn một nơi linh tinh lung tung. Thì đấy là cái rủi ro rất lớn. Đấy, phải lưu ý nhá. Mà quy trình mua bán phải sao nó phải rõ ràng bên em. Bên em bác nào chuyển khoản thì em bao ship, ship code đặt cọc 100-200k. Tất cả ship code kính của đồ cổ, đồ đắt tiền chỉ cọc 100-200 thôi. Đấy, giao hàng công tiền thì đấy là cái an toàn nhất. Đó là kinh nghiệm. Vâng, giá 5 triệu rưỡi nhé, em vẫn có fix luôn. Đấy mới sướng. Vâng, giá 5 triệu rưỡi vẫn có fix. Vâng, đấy là mã số 1, 5 triệu rưỡi. Tiếp theo thì em đi sang cái mã số 02.
Mã số 2 đây là cái bộ túi vít đa năng thôi. Bộ này thì là em sẽ chia sẻ nhanh. Bộ này em giới thiệu quá nhiều, trong bao năm qua em giới thiệu quá nhiều. Bộ này thì nó có giá là 300.000 và 100k thôi. Và đây là hai cái đầu khẩu của nó nhé. Đây này, hai đầu khẩu. Bên này là các đầu vít hai cạnh, bốn cạnh. Lục lăng là vặn mở sang hoa khế. Nó có các đầu vít là nhỏ to để vặn mở các chi tiết nhỏ chi tiết to. Dùng cho tivi, đồng hồ, kính mút bật lửa, đầu dàn loa rất ok. Mà giá chỉ có 300.000 300k thôi. Rất hữu ích ạ. Và rất là sướng luôn ạ. Bác đi đâu có thể cầm theo, mình mua bán bất kỳ cái gì đó mình tháo đằng sau máy xem cấu hình seri ra thì nó rất mình biết ngay được là đời bao nhiêu. Mà giá chỉ có 300k thôi, rất là rẻ đấy ạ. Vâng. Các bác mua kính của đồ cổ cũng đừng nhìn vào cái lượng đăng ký kênh theo dõi trang, vì có những đối tượng họ làm 1 năm, 2 năm, 3 năm mà đã 10.000, 20.000 bao nhiêu đăng kính. Vì thuê đơn vị để bán quảng cáo marketing và sale để like review mà. Bên kênh YouTube này em triển khai là gần 9 năm mà bán tại nhà và đường trinh là 25 năm một địa chỉ số điện thoại duy nhất. Duy nhất một địa chỉ một số điện thoại bao giờ thấy để trên này. Đó, mà chỉ có hơn 4.000 đăng ký kênh thôi, vì làm cách chia sẻ tự nhiên một cách chân tình, chân thật, chân thành nhất. Chia sẻ gốc rễ gan dạ vấn đề tất cả kể cả mặt trái xã hội em cũng nói luôn. Để làm sao các bác ngoài về kính của đồ cổ ra thì mình cũng đi hiểu thêm về những bộ điện thoại mạo danh này, bộ lừa đảo về công nghệ tin bất động sản này, rồi bộ các tập đoàn bất động sản liên kết với một ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng tư nhân này, lừa đảo như thế nào, huy động vốn nào thì em cũng nổ thẳng xuyên thủng không ngại va chạm. Thì đấy là cái giá trị mà các bác nắm bắt được. Đó. Và một lần nữa rất là cảm ơn các bác luôn luôn dành thời gian quan tâm xem và theo dõi video của em vừa giải thô. Bác nào yêu quý trang kính cổ ngày xưa có thể nút đăng ký kênh, like, share thì em sẽ được cái giá rất là tốt. Và xin chào các bạn.